Hello, xin chào cả nhà. Sáng hôm nay dậy sớm cả nhà. Bây giờ là mới có 5 giờ mấy sáng nè. 5 giờ mấy sáng để chuẩn bị soạn hàng cho Donna đem về Oklahoma để bán. Donna lấy hàng của Lily về bể bên kia bán nha cả nhà. Nếu mà ai muốn làm bán sỉ những mặt phẩm, những hàng của Lily thì cả nhà có thể liên lạc cho Lily nha. Tại vì Donna thì cũng làm bán bảo hiểm xe đồ ở cả nhà, nhưng mà Si cũng muốn bán thêm cái này nên Lily với Donna dậy sớm soạn hàng để cho Donna đem về bên kia bán nha cả nhà. Rồi sẵn hôm nay là bữa giờ qua đây cũng được gần một tuần rồi cả nhà, nên về ai cũng có công việc về phải đi làm. Rồi một lát đợi Si sửa soạn xong thì Lily sẽ chở Si ra sân bay về là ở bên tiểu bang của hơi nha cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ soạn hàng để cho em cô em đem về bển cô em bán, cái gì cả nhà mua ủng hộ Lily nha, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thì bây giờ đã soạn dầu thơm cô bé nè, rồi kem trị nám trắng da với tàn kem trị nám trắng da với chống nhăn của Hàn Quốc nha cả nhà. Rồi Si có đem dung dịch vệ sinh của phụ nữ nữa, rồi có đem nghệ về bán. Nghệ đó thì mấy cô á phi bác là có cái cô kia cổ mua giùm cho bạn cổ rất là nhiều. Cô nói hả, từ lúc mà cô uống nghệ của con, cô ngủ được hơn, cô thấy cái người cô nó thở nó khác, nên cả nhà nghệ rất tốt cho sức khỏe. Cả nhà vô Google á, nghệ tốt cho cái gì á, nó ra một cái list rất là dài nha. Này giúp đau dạ dày, rồi chống viêm, chống sẹo, ngăn ngừa ung thư, dân dân rất nhiều thứ nha cả nhà. Này là nghệ nước, một hộp như vậy là có hai hộp nhỏ ở trong, một hộp nhỏ là có 30 bịch bằng nước nha cả nhà. Mình có thể đi làm cầm theo uống cũng được, hay là mình để trong đi vacation cầm theo cũng được, không có sợ bị bể hay cái gì hết. Rồi cả nhà có để trong tủ lạnh, mình có thể uống thẳng, hay mình pha vô một ly nước, hay là cả nhà pha vô một chai nước cũng được. Nó không có mùi vị, không ngọt, không có mùi vị, rất là dễ uống. Có nhiều chị sợ uống nó hôi hay là nó có mùi khó uống, thật ra không có mùi gì hết mấy chị, uống rất là dễ nha. Thì cả nhà cái nghệ này là một hộp uống được 2 tháng nha cả nhà, 60 gói. Còn ai mà uống một ngày 2 gói thì một hộp như vậy là uống được 1 tháng, rất tốt cho sức khỏe. Ngoài ra thì Lily cũng có bán ông bà cô chú với mấy chị nào mà mất ngủ á, thì Lily có bán mật ong ngâm với đông trùng hạ thảo, sâm, kỵ tử, nhị hoa nghệ tây, giúp ngủ được, tốt cho gan với thận, đẹp da. Nhị hoa nghệ tây nó hay với kỵ tử có thể giúp mình giảm cân nha. Kỵ tử với mật ong rất tốt. Còn nhiều ông bà cô chú nào mà uống thuốc tây á, muốn không có sâm trong đây, Lily có hai loại, một loại có sâm và một loại không có sâm nha. Thì ông bà cô chú á, lúc mà hay là mấy chị order em á, mấy chị dặn là mấy chị không muốn sâm thì em sẽ lấy cái hộp không có sâm cho mấy chị nha. Cái này uống rất tốt. Một ngày mình uống bữa trưa một lần, tối mình ăn cơm xong mình uống một lần, có thể uống ấm hay uống lạnh, lúc nào Lily cũng là một ly để cái bên bàn á. Uống rất tốt cho sức khỏe nha, giúp ngủ được. Ai mà mất ngủ mà lâu năm á, mình uống thuốc tây hoài nhiều thật ra cũng không tốt nữa cả nhà. Cả nhà mua thử một hũ về uống. Một hũ như vậy là 50 đồng. Em đang có promotion mua 2 hộp thì còn 90 đồng nha cả nhà. Đó, như là ai mà bệnh á, đang bị bệnh mà sức yếu hay làm việc lao lực nhiều quá, mình yếu sức á, cũng nên uống cho tốt. Còn bệnh ung thư thì Lily khuyên không nên uống, nó sẽ làm cho con ung thư mạnh hơn nha. Thì cái này ai mà mất ngủ mình mua về cho ba mẹ, ông bà, cô chú hay làm quà cho người thân vẫn được nha cả nhà. Trong đây nó có nhị hoa nghệ tây, có kỷ tử, có sâm, có đông trùng hạ thảo ngâm với mật ong nha cả nhà. Uống rất tốt. Những cái trái trong đây nè, cả nhà ăn hết đừng bỏ nha. Cái này nó đồ bổ. Ngoài ra thì em lại bán dầu xoa bóp thần kỳ bên chú Tám. Một chai như vậy là 15 đồng.
ở Mỹ. Ở Việt Nam thì một chai là 150.000. Ở Việt Nam mà ông bà cô chú hay là mấy chị mấy em mà muốn mua thì có thể nhắn qua số điện thoại của ông xã Lily. Ông xã Lily sẽ ship cho cả nhà nha. Một chai như vậy 150.000 ở Việt Nam. Ở Mỹ thì 15 đồng một chai nha cả nhà. Như là ai mà bị tê tai, tê chân, đau nhức, mình xịt lên xong mình massage, mình thoa bóp mỗi ngày thì nó sẽ tốt hơn. Cho như là ai mà em biết nhiều chị, em cũng làm nail, có nhiều chị cũng làm nail, mình nhiều lúc mình làm chân cho khách á, mình massage á, cái tay mình tối về cũng mỏi lắm mấy chị, đau lưng nữa chứ. Mấy chị mua một chai về xài thử, một chai như vậy có 15 đồng mà mấy chị. Một chai Lily dẫn ship nha. Nếu mà ai mua sản phẩm bên Lily trên 100 đồng free ship, dưới 100 đồng thì cho Lily 5 đồng tiền ship nha cả nhà. Một chai như vậy 15 đồng. Ngoài ra thì Lily có thuốc giảm cân, rồi có serum, có kem trắng da, rồi Lily sẽ bán cao tỏi của chú Tám trở lại. Thì cao tỏi chú Tám thì đang trên đường từ Việt Nam gửi qua cho Lily bán, một hũ là 40 đồng. Mua 5 hũ tặng 1 hũ nha cả nhà. Thì cả nhà mua bất cứ sản phẩm nào, hay là cao tỏi của chú Tám, hay là so bóp thần kỳ bên chú Tám, thì cả nhà có thể nhắn cho Lily nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bây giờ đợi cô em của sửa soạn xong thì hai chị em ra ngồi đóng thùng cho cổ để cô đem hàng về bên Oklahoma cổ bán nha cả nhà. Thì lát ra chở em ra phi trường thì Lily sẽ quay, hay lát đợi Siga đây ngồi tâm sự mấy câu rồi xong rồi cho cả nhà. Mấy vị cô em cũng chào tạm biệt cả nhà. Cảm ơn cả nhà ủng hộ hôm bữa giờ, từ lúc Lily về Việt Nam, rồi Lily đi qua ngược lại đây, rồi có bạn qua chơi thì cả nhà cũng đều theo dõi. Có những lời bình luận thì nó cũng không được hay, nhưng mà mình gặp nghề YouTube này Lily chấp nhận. Thì có những cái ông bà cô chú hay mấy chị góp ý thì Lily thật cảm ơn rất nhiều. Thì mong cả nhà ủng hộ kênh của hai vợ chồng Lily nha. Còn gì quên nữa không ta? Để coi, nó còn gì đâu. Shoe dài khi nít cờ. Mấy là dép không cưng? Dép em bỏ rồi. Ok. Xong, đất. Ok. Anh nói chuyện với con rồi. Chị là chuyên gia chuyên môn bị miss fly. Really? Every time I go Việt Nam, I miss fly. Looking for the wrong day. Even though my mom in law come here too. Em là mẹ của Bị, em nói thằng boss của em là nói mẹ em đi ngày kia chết mẹ lụ rồi. Sửa soạn xong, nay dậy sớm, good girl. Ở nhà, giờ ngồi chơi nói chuyện nhảm. Ê, bánh thì ăn. Tối Phong từ đây em không ăn gì tới thứ sáu thứ bảy uống nước thôi. Đây, ai cũng lên chị đây là lên Việt Nam qua cũng lên căng nha. Con bé này qua đây ăn cũng lên căng, cũng lên ký thôi. Giờ về đây à? Giờ về đây à? Lại me too. Từ lớp mà chị cũng như đây. Bây giờ em về em sẽ nhịn tới thứ bảy rồi đi tiệc lại, cho nên thôi không ăn gì từ giây phút này nha. Có chị làm chứng. Chị làm chứng chị đó. Chị làm chứng cho cái chiến thuật diet của em. Khổ hả? Nó làm đàn bà khổ hả cả nhà hả? Khổ lắm. Gì cũng khổ hết đó. Không ăn thử thôi, đồ ăn không cũng lên cân. Mà không ăn là lại không có sức làm việc. Mà nó sẽ ốm bận đồ dễ hơn tròn tròn cả nhà. Bây
vậy bởi giờ em mà thả ra không có uống thuốc diet luôn á cả nhà, bắt đầu là kể từ hôm nay là em sẽ uống diet lợi trở lợi nha. Với vậy thôi, mình phải ráng tu kiếp này đi mọi người ơi, để kiếp sau mình làm đàn ông nhé. Sao vậy? Chứ chỉ thích làm phụ nữ nữa. I don't wanna be a woman again. Kiếp sau mình làm đàn ông chứ. Vậy hả? Làm đàn ông sướng chứ. Sướng muốn chết xí. Cho nên là kiếp sau em phải làm đàn ông thôi. Hứa rồi. Thì tới là ba không được than khóc nha. Đàn ông sướng là ba không được khóc nha. Bây giờ nếu mà đã là đàn ông rồi á, là phải biết thương phụ nữ. Chứ mà xài hết cái phước của mình kiếp sau lại đi làm phụ nữ bây giờ. Ờ, nghe chưa? Vậy là kiếp trước mấy người ăn ở không có phước nên mình kiếp này thành phụ nữ. Dạ, yeah, em nghĩ chắc kiếp trước em chị ăn chơi lắm chứ. Chứ tôi ăn ở tốt cho nên mình là đàn ông. Dạ, yeah, bởi vậy đâu có than gì đâu, cứ thế mà tới thôi, không hề than thở gì. Tàn mà sống thôi. Uh-huh. Đang ta mà vừa quay mà vừa nói chuyện với ông xã trên điện thoại ở Việt Nam cả nhà. Anh bận cái áo vô chào một cái không? Ba. Việt Nam đang nóng lắm, nào vô cái mặt rồi. Việt Nam đang Việt Nam nóng rất là nóng. Việt Nam nóng lắm, đúng rồi. Ai mà về, ai mà cả nhà là chuẩn bị, ai mà mùa hè này về Việt Nam á phải prepare nha, là rất nóng, nóng hơn năm rồi rất nhiều nha cả nhà. Nóng lắm. Nóng kỷ lục á. Hôm bữa giờ em về em bệnh, em ho rất dữ, em mất tiếng luôn cả nhà. Qua mất tiếng hôm nay mới nói lời được chút. Giọng phân này đến bên nhà thông cảm nha. Bây giờ trên đường chở Donna ra sân bay về lại Oklahoma nha cả nhà. Chờ bây giờ mới có 7 giờ 48 phút buổi sáng. 7 giờ hay là 9 giờ? Oh, I'm sorry. 9 giờ, you have been 3 quarters of a mile. Stay to the right to terminal B, C. B and C. Ra sân bay. Southwest, we have to go on B. Giờ tới sân bay rồi nè. Tới sân bay rồi. Bye bye Orlando. We'll see you again. We'll see you soon. Soon, nhưng mà chị Ly hứa là sẽ qua học đò nè. Cho nên to be continue nha mọi người. Để coi khi nào chị hứa lần này chị có qua đâu nè không nha, có mọi người làm chứng. Ok, so I will. You gotta keep your promise, Jay Lee. Yes. So where's that? Back there, I think. Slowly, okay. Not frontier now. All the way back here. Hi, you go home, be safe. I will see you soon. You. Để chị coi check up my schedule, anything, I will let you know. Hopefully soon next month. Yes. Okay. Yeah. Thì đó. Next month, một tuần nữa là next month rồi. maybe the end of May. No, it's okay. Yeah. Next month, maybe Mother's Day, I may go visit my mom. Oh, Mother's Day, yeah, gonna be on the 11th. May 11th. Then May 12th. May 12th, then I may see you on the third week of May or end of May. Okay, yeah. I may go see my mom on Mother's Day. I miss her. Yeah, Mother's Day, you should travel to see her. Kẹt xe nha, để tôi em xin vô cái nha cả nhà ơi. Sao sao quá sao? Ôi xe sao không được, nó có bị cái gì đây? Nó tự bị cái valley parking over here. I can't go through it. I'm sorry, can I come out? Bây giờ tới sân bay rồi cả nhà. Rồi video đã dài cho Lily ngưng ở đây nha. Hẹn cả nhà lại next video nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ủng hộ. Rồi nếu mà Lily sắp xếp được cái schedule của chị thì chị sẽ qua thời chơi cho biết tiểu bang của em mấy ngày. Ok nha. Yeah.
Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà lại next video. Cảm ơn rất nhiều. Bye.